Chào thầy và các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Kim Oanh. Hôm nay mình sẽ trình bày về phần mô phỏng hiển thị LCD. Hàng 1 là vi xử lý, hàng 2 là họ tên của mình và hàng 3 là đếm giờ phút giây. Về phần cứng thì mình kết nối như bình thường là gồm thạch anh và nút reset. Các chân điều khiển của LCD RERS và chân E sẽ nối lần lượt với các chân E0 tới E2 của khung vi điều khiển, và các chân dữ liệu từ D0 tới D7 mình sẽ nối từ D0 tới D7 của công viên điều khiển. Và chương trình mình sẽ viết theo hai cách dùng hai thư viện khác nhau. Đây là hai bài mình đã viết sẵn. Đây là hai cái thư viện. Đầu tiên là thư viện tvlcd.c. Đây là các chân điều khiển mình sẽ khai báo nó nếu mà chưa được if nó reply, có nghĩa là nếu mà chưa được định nghĩa nó sẽ định nghĩa cái chân đó sau. Đây là các lệnh viết về hàm điều khiển của con LCD. LCD command ở đây có nghĩa là để gửi lệnh ra LCD để cho nó thực hiện. Còn void LCD data là nó sẽ hiển thị dữ liệu mà của chúng ta cần hiển thị ra ngoài LCD. LCD setup ở đây có nghĩa là khởi tạo các chức năng của con LCD. Như các bạn tự biết, chúng có nó đã có viết rõ ràng ở trong sách. Chúng ta sẽ dùng thư viện đó chúng ta làm. Trong đây chúng ta sẽ viết khai báo phần cứng như bình thường, khai báo các biến giờ phút giây. Ở trong đây thì sẽ sử dụng các bọt, và chúng ta sẽ khai báo các bọt chúng ta sử dụng. LCD setup là lúc nào phải có để nó khởi tạo các chức năng của LCD. Về LCD command 0x80, 0x80 là ở đây là có nghĩa là vị trí ký tự của nó, địa chỉ của nó là 0x80 mà sẽ ở hàng thứ nhất, ở vị trí đầu tiên. Và chúng ta dùng LCD 20x4 nên là mỗi hàng của nó sẽ có 20 ký tự. LCD data là sẽ gửi dữ liệu của nó đi ra ngoài hiển thị LCD. Ở trong đây là sẽ có khoảng trắng là 20 ký tự, và mình bắt đầu với vị trí thứ 9 nên là trước khoảng trắng này sẽ là 8 vị trí. LCD tiếp theo tục là hàng thứ 2, LCD C0 là ở đây là vị trí C0, thứ tự C0 sẽ là hàng đầu tiên cho đến D3. Ở đây là mình sẽ hiển thị ở vị trí đầu tiên, tên của mình nó dài nên là cũng sẽ hiển thị ở vị trí đầu tiên. Rồi trong vòng lặp quay chu là sẽ hiển thị giờ phút giây, LCD command 94 có nghĩa là dòng đầu tiên của vị trí, ký tự đầu tiên của vị trí của hàng thứ 3 là đây, 94 cho tới A7. Đây là giờ phút giây, giờ chúng ta sẽ viết giống như lệnh viết giờ phút giây bình thường. LCD command 0x A0 mình sẽ cho nó hiển thị ở hàng này, 0x A0 là ở vị trí này, và ba vị trí là đây, đây là dấu hai chấm. Tiếp tục là giây, phút là sẽ ở đây, vị trí A3 và A4, dấu hai chấm là A5, và giờ giây là vị trí A6 và A7. Như mình có viết ở đây, LCD command giờ là sẽ vị trí A0, LCD data này là sẽ ở vị trí A2, và bắt đầu ở vị trí phút là sẽ A3, A4, A5 là LCD. Đây là hàng chục và hàng đơn vị. Chúng ta cộng 0x30 ở đây là để cho nó giải mã ra mã SG để nó hiển thị ra ngoài, cho nặng cho nó giải mã cho đúng, nó hiển thị ra ngoài LCD. Tương tự như vậy là dây ra vị trí A6 mà cũng sẽ phải cộng 0x30 hoặc 0x48 để nó giải mã ra mã SG. Đây là mình sẽ combine, mình sẽ mô phỏng nó. Đây, nó sẽ chạy. Chúng ta cứ để cho nó chạy vậy. Sau đây mình sẽ qua phần giải thích phần LCD.c. Về phần thư viện LCD.c này thì nó cũng sẽ, chúng ta cũng sẽ dùng ba lệnh chính để thay cho LCD command, LCD setup và LCD data. LCD init ở đây sẽ thay thế cho LCD setup, là nó cũng có chức năng là khởi tạo các chương trình và các chức năng ở trong LCD. Lệnh LCD boost này là giống như LCD data.
là gửi dữ liệu ra ngoài LCD. LCD Go to XE thì sẽ có nghĩa là giống như là LCD command là nó sẽ khai báo vị trí hiển thị của con ấy. Còn các bạn có thể đọc thêm về phần thư viện, nó có sẵn ở trong đây. Còn phần này là phần khai báo các chân mà nó sử dụng. Chúng ta có thể về phần này thì chúng ta có thể copy nó sang bên đây, chúng ta sẽ khai báo nó lại và khai báo thêm thư viện LCD.c để cho nó đọc. Về phần viết chương trình thì nó cũng sẽ tương tự như bên kia là insight, integer, giờ phút giây, thêm các đó nữa. Các bậc chúng ta sử dụng ed, lcd init sẽ thay thế vị trí là lcd command, lcd step up ở bên đây. Về phần các phần lcd command data này thì bên đây mình có thể sử dụng là lcd go to fe và lcd boosty. LCD Go to FE thì nó sẽ có vị trí cụ thể hơn. Đây là ký tự thứ 8 ở hạng thứ nhất. LCD Boosty thì khi chúng ta đã khai báo vị trí cụ thể như vậy thì không có cần chuột phản trắng, chúng ta cứ ghi bình thường và nó sẽ hiển thị đúng vị trí mà mình cần. LCD Go to FE ở ký tự thứ nhất, hạng thứ hai. Trong vòng lặp quay chu mình cũng vậy, mình sẽ thay đổi các vị trí LCD Command và LCD Data thành hai cái LCD Go to FE và LCD Boosty. Còn đây là vị trí của nó, chúng ta sẽ tính từ hạng thứ nhất và nó sẽ cộng, nó sẽ chia làm đôi, 20 x 4 thì sẽ chia thành 20 x 2, và hàng cái hàng ở dưới thì nó sẽ chia làm đôi thì chúng ta sẽ cộng như là hạng thứ nhất của chúng ta sẽ tính xuống là hạng thứ nhất bên kia, là hàng ở hàng bên xử lý thì nó sẽ là 20 ký tự, mà giờ phút giây nó sẽ làm phía bên cuối cùng thì chúng ta sẽ cộng thêm 13 ký tự tính từ hàng thứ nhất. Và chúng ta sẽ viết như bình thường. Còn tiếp tục về thì nó cũng sẽ cộng thêm ba ký tự là hàng 36 tính từ hàng thứ nhất là hiển thị phút, và giây là tự đến từ hàng ba ký tự tính từ hàng phút nữa là chúng ta cộng thêm 3 là sẽ ở vị trí 39 tính từ hàng thứ nhất. Cũng sẽ còn mấy cái này chúng ta sẽ giữ nguyên, chỉ đổi vị trí cho hôm nay và LCD Go to FE với là LCD Boosty. Không có lỗi xe mô phỏng. Cái này là bài chúng ta sử dụng cái dùng thư viện hồi nãy, mình để cho nó chạy như thường là nó cũng sẽ chạy đúng như chúng ta sẽ chạy tới 23:59 và nó sẽ quay lại là không không. Mình sẽ dừng nó lại để mình mô phỏng phần thư viện kia bài 7.1. Đây, nó cũng sẽ chạy giống như bên kia. Nó có thể hơi lâu một chút. Nó sẽ chạy lại nhanh hơn lúc nãy. Nhưng sẽ đếm nó là đúng như bình thường. Bài trình bày của mình đến đây là hết.